Hôm nay là ngày 17 tháng 11 2022 đây. Bên mình vừa mới rang xong nha. Trong xưởng vẫn đang trẻ. Đây. Này là Aco Việt nha. Size 450 hạt. Mọi người cần quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với hạt điều Phú Thịnh nha. Bên mình có bán sỉ số lượng lớn, hoặc là bán bột xá về cho mọi người tự gia công, hoặc là bán hàng gia công sẵn mọi người tự đóng thương hiệu của mọi người. Đây. Công ty sản xuất trực tiếp nha. Mọi người cần thì cứ liên hệ với hạt điều Phú Thịnh. Đây là điều Việt nha, điều Việt. Đây là hàng A210. Nè, đây là A Việt nè.